Xin chào, lại là Mr. Zero đây. Đâu là cú lừa lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới? Trong ngày quốc tế nói dối, hàng trăm nghìn con cá cổ động viên đã mắc bẫy những trò đùa được dàn dựng công phu từ câu lạc bộ lẫn cầu thủ. Ngày 1 tháng 4 hàng năm còn gọi là ngày quốc tế nói dối hay cá tháng 4. Đó là dịp mà mọi người tha hồ trêu chọc nhau bằng những lời nói vô hại. Tất nhiên, các câu lạc bộ và cầu thủ bóng đá cũng không bỏ lỡ cơ hội này để lừa fan hâm mộ. Sau đây là những cú lừa kinh điển trong ngày cá tháng 4. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đâu là cú lừa lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của mình nào. Tạm biệt. Ngay cả tháng 4, ngày 1 tháng 4 là thời điểm mà những lời nói dối được chấp nhận và ngay cả khi bị lừa, người ta cũng vui vẻ cho qua. Báo chí thể thao quốc tế không bỏ qua dịp này để cho độc giả ăn những cú lừa nhớ đời. Từ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona, Wayne Rooney cho đến Roman Abramovich, tất cả đều trở thành công cụ để làng báo chí có dịp lừa độc giả một cách thoải mái mà không sợ bị lên án. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá đâu mới là cú lừa lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Bồ Đào Nha bán Ronaldo cho Tây Ban Nha để trả nợ. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2011, tờ Independent, uy tín của Anh đưa thông tin gây sốc cho thế giới về một vụ chuyển nhượng chưa từng có trong lịch sử khi khẳng định Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha quyết định bán siêu sao Cristiano Ronaldo sang cho Tây Ban Nha để đổi lại 160 triệu. CR7 khi đó đang chơi bóng tại Real Madrid và là cầu thủ hay nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ronaldo đã có hành động như một người yêu nước và chấp nhận vụ chuyển nhượng, dù điều đó có thể dẫn đến sự lụi tàn của Bồ Đào Nha ở World Cup, tờ Independent viết. Các nhà báo còn khéo léo viện một cái cớ không thể hợp lý hơn cho thương vụ này là do quốc gia của Anh đang phải gánh một khoản nợ quốc phòng khổng lồ. 160 triệu này sẽ chuyển sử dụng vào mục đích an ninh quốc gia và Ronaldo sẽ trở thành anh hùng dân tộc trên cả sân cỏ lẫn phương diện quốc phòng. Quy mô của cú lừa này được Independent tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Tờ báo này còn khẳng định Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã cấm không cho một cầu thủ có thể khoác áo hai quốc gia, nhưng một phiên họp bất thường đã diễn ra để thông qua trường hợp đặc biệt này. Nếu chúng ta buộc phải mua một cầu thủ nước ngoài, đó sẽ là Lionel Messi. Independent bịa thêm một câu chuyện nhận xét của cổ động viên Barcelona sau vụ chiêu mộ CR7. Independent cũng khẳng định nước Anh sẽ không để yên cho vụ này. Thủ tướng Anh David Cameron chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 200 triệu bảng nhằm lật ngược tình thế để thuyết phục Ronaldo thi đấu cho Anh. Premier League là nơi để biến Ronaldo thành ngôi sao, nếu anh ấy phải đi đâu thì đó phải là nước Anh, Cameron nói. Các nhà báo vẫn miệt mài theo dệt trong khi cổ động viên lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để rồi cuối cùng họ phát hiện ra đây chỉ là một trò đùa ngày cá tháng 4 do tòa soạn nghĩ ra mà thôi. Roman Abramovich trở thành huấn luyện viên trưởng Chelsea. Vào năm 2013, TalkSport của Anh kỳ công lừa khán giả bằng việc khẳng định ông chủ Roman Abramovich của Chelsea quá chán nản với việc sa thải huấn luyện viên nên tự bổ nhiệm mình trở thành huấn luyện viên trưởng The Blue vào cuối mùa giải sau khi Rafael Benitez ra đi. Andriy Shevchenko theo đó sẽ trở thành trợ lý cho Abramovich. Nhà đài thậm chí đã dựng đoạn clip dài 3 phút 38 giây cho màn kịch công phu này, có hẳn một MC dẫn từ bên ngoài sân Stamford Bridge để đảm bảo sự sống động và giật gân cho câu chuyện. Cú lừa này còn được phụ họa bởi Gianluca Vialli, huyền thoại chính của Chelsea. Cựu tiền đạo người Italy khẳng định chính mình đã khuyên Abramovich tự lĩnh lấy ấn kiếm của Stamford Bridge. Huyền thoại Gianluca Vialli còn lên TV nói ông đã truyền đạt kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên cho Abramovich. Sau đó, MC của TalkSport là Paulo Fry đã phỏng vấn những cổ động viên Chelsea ngay bên ngoài sân Stamford Bridge, phần lớn để ủng hộ. Ông ta đã là huấn luyện viên trưởng rồi còn gì? Một cổ động viên nói, tôi mong Jose Mourinho trở lại, nhưng nếu như vậy thì cũng được thôi. Một cổ động viên khác tiếp lời. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số bộ phận không nhỏ nơm nớp lo lắng trước quyết định đầy tính phiêu lưu này. Sẽ như thế nào nếu một tỷ phú giàu mỏ lại đi làm huấn luyện viên bóng đá? Công nhận cuộc chiến trên thương trường và sân cỏ đều khốc liệt như nhau, nhưng lấy kinh nghiệm trên thương trường để áp dụng vào bóng đá thì thật sự không biết tương lai của The Blue rồi sẽ đi về đâu. Cuối mùa, cổ động viên Chelsea thở phào nhẹ nhõm khi Jose Mourinho mới là người ngồi vào ghế nóng. Dù không trực tiếp cầm quân, nhưng Abramovich có công lớn giúp Chelsea giành 13 danh hiệu lớn kể từ đó, gồm Premier League, FA Cup, League Cup và Europa League, Champions League. Real chiêu mộ Messi với giá nửa tỷ euro. Chính cú lừa sẽ không thể bỏ qua cái tên Lionel Messi siêu sao hot nhất hiện nay.
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, trang Goal đăng tải tin liệu Leo Messi đồng ý gia nhập Real Madrid. Thương vụ này làm cho người ta nhớ đến cuộc đào tẩu đình đám của Luis Figo khỏi Camp Nou để đến Bernabeu. Số tiền đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trả 250 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Messi và trả thêm 250 triệu euro tiền lương trong 5 năm để đưa Ebuga về chơi cạnh Cristiano Ronaldo. Vậy lý do mờ mùi muốn rời Nou Camp ở đây là gì? Đơn giản chỉ vì đội bóng xứ Catalonia không đủ tài chính để trả lương cho ngôi sao người Argentina. Thằng mất dạng, con chó, mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Tờ Goal còn đưa ra phát biểu của Messi sau vụ chuyển nhượng chấn động này. Với luật công bằng tài chính, Barca không thể trả số tiền mà tôi muốn và xứng đáng được hưởng. Tôi đã gợi ý rằng họ hãy bán sân Nou Camp để trả lương cho tôi, nhưng dường như ban lãnh đạo đặt giá trị của câu lạc bộ lên cao hơn tôi. Cây bút Gary McGarry của Goal còn bị thêm câu chuyện Messi quyết định rời Barca là vì anh liên tục chơi game thua Gerard Piqué. Một bức ảnh về những chiếc áo Real Madrid có in hình số 10 Messi cũng được đăng tải để đảm bảo cho độ tin cậy của câu chuyện. Có thông tin còn nói thêm rằng các cổ động viên Tây Ban Nha đã chán ngấy việc tranh cãi Ronaldo và Messi ai giỏi hơn. Thế nên họ bày ra cách để phân định thắng thua là đổi chỗ của hai siêu sao này. Thế nhưng đến bây giờ vụ chuyển nhượng đó vẫn chưa hề được xảy ra và thực tế thì Messi vẫn đang trung thành với chỉ Barca trong suốt sự nghiệp cho đến nay. Diego Maradona tới câu lạc bộ Nga chơi bóng. Ngày 1 tháng 4 năm 1988, cả nước Anh chấn động vì thông tin Diego Maradona sẽ tới Spartak Moscow chơi bóng được đăng tải trên Investia. Theo tờ báo này, Spartak đã chấp nhận chi 6 triệu USD để đưa Maradona về từ Napoli. Cậu bé vàng đã gật đầu và sẽ gia nhập đội bóng Nga vào năm tới. Diego Maradona khi đó là nhân vật bị căm ghét nhất nước Anh sau bàn thắng nổi tiếng bàn tay của Chúa được ghi vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup năm 1986. Thời điểm đó, Maradona nổi tiếng không kém Messi hiện giờ nên người Nga rất háo hức khi cậu bé vàng chuẩn bị tới. Theo Bleacher Report, trò đùa này đã đánh bại được hãng thông tấn lừng danh AP bởi những cổ động viên tin rằng người Nga không có sự hài hước đến vậy. Sau tờ Investia đăng bài khẳng định đây chỉ là trò đùa cả tháng 4, AP đã phải kỳ công in lại để cải chính trên số báo ra ngày hôm sau. Đấy, tới nhà báo chuyên nghiệp có thâm niên lâu năm mà còn bị lừa thì dân thường biết phải chạy đầu cho trời khỏi nắng bây giờ. Rooney, xăm biểu tượng của Liverpool. Vâng, bạn hoàn toàn không nghe nhầm đâu, Rooney mà mình đang nhắc đến chính là huyền thoại của MU, người được biết đến với tinh thần quyết tâm và sự cống hiến tận tụy cho nửa đỏ thành Manchester. Nếu là fan ruột của gã Stretch, chắc hẳn bạn sẽ biết Rooney vốn là fan của Everton từ nhỏ và anh cũng trưởng thành từ lò đào tạo của nửa xanh vùng Merseyside. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo 29 tuổi ghét cay ghét đắng đối thủ Liverpool cùng thành phố. Mối thâm thù với hàng xóm càng trở nên sâu sắc hơn khi Rooney về đầu quân cho Man United, đại kình địch trên toàn nước Anh của The Kop. Ấy thế mà ai có thể ngờ rằng cựu đội trưởng của MU lại giữ trong lòng, chính xác hơn là trên cánh tay, một tình yêu thầm kín với Liverpool. Cụ thể, cánh phóng viên đã bất ngờ khi phanh phui bí mật động trời của Rooney khi anh đang thư giãn ở bể bơi khách sạn trước thềm trận giao hữu Ý-Anh. Hình ảnh được chụp lại là một bắp tay phải xăm trọn con chim Liverbirds, biểu tượng trên logo của Liverpool. Ngoài ra, không thể thiếu đi dòng chữ viết tắt nổi tiếng YNWA, viết tắt của You Will Never Walk Alone, bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình. Trong khi nhiều cổ động viên đang tỏ ra nghi ngờ về lòng trung thành của Rooney dành cho quỷ đỏ MU, thì báo chí xứ sương mù đã nhanh chóng tìm ra xuất xứ của hình xăm đặc biệt này. Chuyện là trước trận derby nước Anh, Rooney đã cá cược với một nhóm bạn thân là fan của Liverpool rằng anh sẽ chấm dứt chuỗi 10 năm tịt ngòi ở Anfield. Nếu không làm được, Stretch phải xăm biểu tượng và dòng chữ của The Kop lên cánh tay như đã nói trên. Và thật không may khi Rooney cuối cùng lại thua độ, Rooney cũng MU miễn cưỡng có một hình xăm đáng ghét trên cơ thể và có lẽ anh sẽ phải mặc áo tay dài cả đời để tránh sự gièm pha. Đến đây chắc hẳn các bạn fan của quỷ đỏ đang bốc khói phừng phừng rồi đúng không? Thế nhưng hãy giữ bình tĩnh đã, vì đây chỉ là cú lừa ngày cá tháng 4 của giới phao tin và hình xăm của chú Liverpool cũng chỉ là một sản phẩm của Photoshop mà thôi. Maradona và cụ quý giả. Hàng fake luôn là vấn đề đau đầu của rất nhiều người, từ túi fake, giày fake đến nhan sắc fake, cứ xuất hiện nhàn nhãn ngoài đời. Đúng là cái gì cũng có thể đạo nhái được, thế nhưng đến củ quý cũng có thể làm giả thì là quá là chuyện sốc. Người liên quan đến vụ lừa đảo nổi tiếng này một lần nữa là huyền thoại bóng đá thế giới Maradona. Diego có thể làm bất kỳ điều gì, cựu chủ tịch Corrado Flaino đã tuyên bố như vậy trong thời gian Maradona khoác áo Napoli. Ông chỉ nhấn mạnh một điều, nhưng anh ta phải hoàn toàn sạch sẽ vào thứ năm. Bởi đơn giản, thứ năm chính là ngày kiểm tra doping định kỳ của Liên đoàn bóng đá Italia.
cuối thập niên năm 1980 mà Maradona vẫn xài ma túy đều đều nên ông không có cách gì vượt qua nổi những cuộc kiểm tra đồ bình như thế. Thế là Napoli chẳng những làm ngơ trước thói hư của Maradona mà còn tiếp tay để qua mặt nhân viên kiểm tra đồ bình. Trước khi vào phòng thử doping, Maradona được đưa một củ quý cao su để ông nhét vào trong quần. Đến khi kiểm tra thì Maradona cứ vô tư móc ra xịt vào trong lọ như quy định. Lọ nước tiểu đó được đem về kiểm tra chán chê nhưng đó là nước tiểu của người khác. Xét lượng này đã giúp cho Maradona thoát nạn nhiều lần nhưng rốt cuộc rồi cũng bị vỡ lỡ vào năm 1991. Maradona bị xét nghiệm dương tính với chất cấm loại A và bị cấm thi đấu trong vòng 15 tháng. Vừa rồi chính là những cú lừa kinh điển nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, vẫn còn rất nhiều pha lừa đảo công phu khác đang chờ bạn khám phá ở phần 2 của video. Vì vậy, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ qua bất kỳ video nào thú vị của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!